Theo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Cà Mau, đến nay địa bàn đã xóa được 148 điểm trường lẻ. Theo thống kê sơ bộ, tính đến thời điểm này, tổng số lớp sau khi sắp xếp lại, so với thời điểm cuối năm 2017-2018 đã giảm 691 lớp, tương ứng với 1.145 giáo viên. Từ kết quả tổng hợp trên cho thấy, sĩ số bình quân học sinh trên lớp đối với các trường trung học phổ thông sắp xếp đạt theo sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, khối các trường trực thuộc Phòng Giáo dục Đào tạo sắp xếp chưa đạt theo quy định. Sở Giáo dục Đào tạo đang chỉ đạo các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, sắp xếp lại theo yêu cầu, phải hoàn thành trước ngày 10/8/2018. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh họp báo thông tin về tiến độ rà soát, sắp xếp trường, lớp học và giáo viên trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Ảnh Trúc Ly. Ông Nguyễn Minh Luân, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Cà Mau cho biết, mục đích chính của địa phương trong việc rà soát, sắp xếp lần này để xóa những điểm trường lẻ không còn phù hợp, sắp xếp lớp trên cơ sở số lượng học sinh đã được tỉnh quy định là bình quân 33 đối với tiểu học, 42 đối với bậc trung học cơ sở và TSTT. Từ cơ sở đó mới tính ra hệ số giáo viên trên lớp theo thông tư 06/2015/TTLT/BGDDT/BNV đối với giáo viên mầm non và thông tư 16/2017/TT/BGDDT/BNV đối với giáo dục phổ thông. Trường hợp tổng biên chế được giao cho ngành giáo dục là 15.215 biên chế, vẫn không đảm bảo cho việc sắp xếp giáo viên trên lớp thì Sở Giáo dục Đào tạo sẽ trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bổ sung nguồn giáo viên hợp đồng để cân đối sắp xếp. Trước mắt đảm bảo đủ giáo viên cho năm học 2018-2019, về lâu dài đảm bảo đội ngũ giáo viên cho việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông tổng thể mới. Ông Nguyễn Minh Luân thông tin lại về vụ 1.400 giáo viên bị cắt hợp đồng. Ảnh Trúc Ly. Con số vừa qua cung cấp với cơ quan báo, cuộc họp ngày 28/7/PV, chưa phải là con số cuối cùng, ở một số huyện việc sắp xếp lớp học chưa đảm bảo yêu cầu. Trong này, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo không tập trung cho việc sắp xếp ở cấp học mầm non, mà chủ yếu sắp xếp cấp trung học cơ sở và TSTT, ông Luân thông tin. Cũng theo ông Luân, đây là dịp để gạn lọc lại đội ngũ, kể cả đối với giáo viên đang là viên chức. Trong trường hợp tới nghỉ hưu, sức khỏe kém cũng phải sắp xếp lại. Đối với giáo viên hợp đồng nếu học hành nghiêm túc, chuẩn thì có thể bổ sung tiếp tục hợp đồng, thi tuyển viên chức giáo dục khi đủ điều kiện sẽ được tiếp tục giảng dạy. Cho nên con số 1.405 giáo viên hợp đồng, khi sắp xếp lại có nguy cơ mất việc không hoàn toàn đúng. Bởi vì khi tính lại số lớp quy đổi ra giáo viên mà biên chế không đảm bảo có thể là nguồn để bổ sung cho đủ giáo viên năm học mới, ông Luân thông tin. Ông Nguyễn Đức Thánh nói về các điểm trường lẻ, ảnh Trúc Ly. Ông Nguyễn Đức Thánh, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, cho biết thực trạng về 606 điểm trường lẻ, số lượng này phần lớn là do trước đây địa bàn là sông nước, đi bằng đường thủy khi giao thông đường bộ chưa phát triển. Sau này khi điều kiện giao thông, kinh tế phát triển thì các điểm lẻ không còn vai trò như trước đây. Tuy nhiên, có những điểm trường lẻ vẫn còn phù hợp. Chủ trương của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh là không phải xóa hết 606 điểm lẻ, mà phải rà soát thật kỹ. Đối với 1.405 giáo viên do các địa phương tự ký hợp đồng là không đúng quy định, nên sẽ xem xét xử lý cho đúng. Sẽ rà soát trong 1.405 giáo viên, nếu đồng chí nào đạt chuẩn, chất lượng dạy tốt thì tiếp tục hợp đồng, sau đó tổ chức thi tuyển viên chức. Không cắt đồng loạt 1.405 giáo viên mà từ 1.9, cơ quan chức năng có động thái thông báo cho những người này biết, mặt khác sẽ rà soát, ông Thánh cho hay. Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, ngày 28/7, tại buổi họp báo thông tin về việc sắp xếp trường lớp học, điểm trường lẻ, nhỏ và giáo viên trên địa bàn tỉnh, ông Nguyễn Minh Luân, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Cà Mau, thông tin hiện tỉnh còn 604 biên chế giáo viên được giao chưa tuyển dụng và thiếu hơn 1.900 biên chế theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, nhưng tỉnh sẽ cắt hợp đồng với hơn 1.400 giáo viên trên địa bàn.